À, vâng, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 4 rồi. Thì mình đoán không nhầm thì chắc là hãng đã bắt đầu ra mắt chiếc DJI Fly mới rồi. Nó có tên là E2S. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ định không làm với E2S đâu. Mình sẽ làm với một con khác. Thì con khác là gì thì trong video là các bạn sẽ biết. Đây kia, đây đây. Đây đây. Nhưng trong video này nó là E2S. Thì thực ra là bọn mình đã có sản phẩm rồi. Thì chắc là các bạn bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ là chắc là 8:05. Thì chắc là sự kiện mới bắt đầu 5 phút nhưng bọn mình đã có sản phẩm. Tinh tinh, uy tín chưa? Rất là uy tín luôn. Còn nguyên siêu đấy anh em. Thì sản phẩm hiện tại đã có tại các showroom của Tokyo Camera. Anh em có thể vào link mình để phía bên dưới để tham khảo thêm về giá bán cũng như là về những nơi bán. À quên, Đà Nẵng đã có cơ sở rồi. Anh em đừng quên ghé qua Đà Nẵng để trải nghiệm sản phẩm nhá. Còn bây giờ thì đến cái màn mình thích nhất, đó chính là mở hộp. Bây giờ mình sẽ có một màn lấy ra cực kỳ ngầu đét. Ấy, xịn chưa? Ok, bây giờ thì sẽ là màn bóc hộp của mình. Thế mình rất thích cái màn này. Sản phẩm thì vừa mới về đến tay, nóng hổi, hãng còn chưa ra thì mình đã có. Bây giờ mình sẽ rạch cái siêu này ra. Em mới ra hơi cùn em ơi. Được rồi, ok. Đấy. Rạch không biết bao nhiêu cái siêu rồi nhưng mà mỗi lần rạch vẫn run. Xin lỗi các bạn là mình hơi cục xúc một tí. Nhưng mà mình thích thế này. Ok, đây rồi. Đây chính là chiếc hộp DJI E2S. Đây là chiếc flycam mới nhất của DJI đã được ra mắt trong ngày hôm nay. Thực ra là ra mắt 5 phút thì chắc chưa ra mắt đâu. Nhưng mà thôi, mình sẽ ra mở hộp cho anh em luôn. Thì đây sẽ là phiên bản Fly More Combo. Có nghĩa là phiên bản này sẽ đầy đủ tất cả các phụ kiện. Nào là pin, nào là cánh, nào là túi, đủ hết tất cả. Thì bây giờ mình sẽ cùng khám phá xem là bên trong cái này có gì. Thì với sản phẩm này thì sẽ được nâng cấp ở về mặt cảm biến. Đó chính là từ cảm biến 1:2.3 inch thì đã được lên thành cảm biến là 1 inch, chứng tỏ là sẽ to hơn. Còn không biết là về chất lượng hình ảnh sẽ như thế nào và camera. Bây giờ thì mình sẽ mở ra xem là có cái gì không. Lâu vãi nồi. Ok. Vâng, thì sau một hồi chật vật thì mình cũng đã có bóc được cái hộp này ra. Và đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy đó chính là một cái túi. Cái túi này thì theo mình thấy là nó đã thiết kế trông có vẻ là to và đẹp hơn so với túi đời đầu. Đây sẽ chính là hộp accessory, thì có nghĩa là hộp phụ kiện. Mình sẽ xem là có cái gì bên trong. Đầu tiên thì sẽ có một cái quick start guide, một cái hướng dẫn sử dụng cơ bản. Chúng ta sẽ có là một tập sách hướng dẫn sử dụng nữa và hướng dẫn sử dụng phụ kiện. Rất nhiều thể loại tiếng ở đây. Đó. Nhưng mà mình sẽ không để ý cái này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Nếu như mình không nhầm thì đây chính là hộp filter. Anh em có thể nhìn thấy hộp filter rất đẹp, to và trông nó xịn hơn so với bản filter trước. Ở đây thì chúng ta sẽ được tặng hẳn 4 cái filter rất to và rất đẹp. Ở đây chúng ta sẽ có filter 4, 8, 16 và 32. Có filter 4 là ngon rồi, filter 4 là rất là ngon. Đó. Hộp phụ kiện rất đẹp đúng không? Đây là hộp filter. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có một cọng cáp micro USB Type-C. Chúng ta có một cái cần joystick để cắm ở trên điều khiển. Chúng ta có một bộ cáp. Đây là bộ cáp C2C và USB2C. Chắc là C2 Lightning thì sẽ cắm sẵn vào trong điều khiển rồi. Ok, thì đây chúng ta sẽ có là... Mình sẽ thấy nhiều cánh nhỉ. Ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4. Và đây sẽ là hai bộ cánh. Hai bộ cánh được đặt gọn gàng trong cái hộp. Hai bộ cánh nha các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ mở cái túi này ra. Mở thì vẫn giống như các túi trước thôi, không có gì khác cả. Và đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta. Chiếc DJI E2S. Về tổng thể thiết kế thì như bạn nhìn thấy nó cũng không có quá là nhiều khác biệt so với phiên bản E2. Chúng ta vẫn có một cái body bằng nhựa. Chủ yếu là nhựa mà thôi, cho nên là trọng lượng của nó sẽ khá là nhẹ. Chúng ta vẫn có một cái thiết kế như cũ, không có nhiều khác biệt thay đổi. Chỉ có khác là cái phần đầu này trông nó nhô lên giống con ếch hơn thôi. Và chúng ta sẽ được thêm cảm biến. Thì cái này mình sẽ nói ở phía sau. Còn đây sẽ chính là cái cụm cảm biến to trà bá lửa 1 inch. Nam ơi nào, nhìn này, 1 inch này. Nam ơi, 1 inch này, to chưa?
ngọt khủng khiếp luôn. Đó. Ok, đây sẽ là cái phần đấy. Tiếp theo đấy thì tất nhiên rồi, chúng ta vẫn có một cái điều khiển giống như với phiên bản E2, không khác là nhiều so với phiên bản cũ, vẫn là cái điều khiển đó. Và chúng ta sẽ được kèm sẵn là hai cái joystick ở đây rồi nhá. Các bạn không cần phải tháo cái kia ra, nếu như các bạn mất thì có thể thay. Còn ở đây là chúng ta sẽ được kèm thêm một bộ. Tuy nhiên thì mình sẽ chỉ dùng ở trên này thôi. Ok. Và bên trong này chúng ta sẽ có một bộ phụ kiện nữa, thì mình đoán ở đây chắc chắn là sẽ là bộ sạc. Nếu như mình đoán không nhầm vì cầm khá là nặng tay. Chính xác rồi, đây sẽ là bộ sạc. Chúng ta sẽ có hai viên pin nữa. Đúng rồi, chúng ta sẽ có hai viên pin. Hai viên pin các bạn ạ. Đây sẽ là một cái hub để gọi là cắm pin vào. Cái hub này có tác dụng gì thì đây mình sẽ chia sẻ với các bạn xem. Các bạn có thể biến cái sạc pin fly này thành một cái sạc dự phòng. Đó, và cắm sạc điện thoại ở đây. Tiện đúng không? Viên pin của chúng ta sẽ có dung lượng là 3500 mAh. Và cái thời gian bay được hãng công bố như các bạn đang xem livestream ấy thì nó sẽ là 31 phút. Đó. Tuy nhiên thì ở cái điều kiện thực tế thì chắc là mình nghĩ nó sẽ chỉ bay được khoảng tầm 20 phút thôi. Điều kiện 31 phút chỉ là điều kiện trong phòng thí nghiệm mà không có gió, nhưng mà ở ngoài gió và tùy thuộc vào điều kiện gió thì nó sẽ bay thời gian bay khác nhau. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chính thức quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, đó chính là chiếc E2S này. Thì với chiếc E2S này thì về các bạn đã nhìn thấy hết rồi. Về cái phần thông số, về phần hình ảnh thì các bạn đã được nhìn hết. Thì chúng ta sẽ được một bản nâng cấp hơn, đó chính là trang bị thêm hai cảm biến ở đầu mũi phía trên. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ngay cụm đằng trước này thì trông nó khá là giống một con ếch. Và thay đổi lớn nhất đó chính là về phần cảm biến. Thì cảm biến ở đây thì chúng ta sẽ được có một cái cảm biến 1 inch và có độ phân giải là 20 megapixel. Về cái cảm biến này thì so với chiếc E2 ấy, nó sẽ lớn hơn. Thì ở trong video so sánh trực tiếp với E2 mình sẽ chỉ cho các bạn thấy. Thì về cơ bản là những cái phần còn lại của chiếc Fly này nó khá là giống so với chiếc E2, không có gì khác biệt quá là nhiều cả. Chúng ta vẫn có một cái body như vậy, vẫn là một cái siêu pin như vậy, siêu pin như vậy. Chúng ta vẫn có những cái đèn báo ở phía trước, hai đèn phía trước, hai đèn phía sau. Chúng ta vẫn có một cái đèn ở dưới đáy với những cái cảm biến còn lại, chỉ được update thêm một phần cảm biến thôi. Ngoài ra thì mình khá là thích cái bộ filter này. Đây sẽ là một cái bộ filter khá là hữu dụng so với là cái bộ filter gốc của chiếc DJI của chiếc Fly Mavic Air 2 đời trước. Nói chung là mình khá thích cái filter như thế này, bởi vì là cảm biến nó to hơn, vậy nên là cái filter so với cái phiên bản trước nó khá là to. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn cách lắp cánh ở cho những cái thiết bị khi mà mới bắt đầu sử dụng. Thì chúng ta sẽ có ở đây là hai bộ cánh A và B, các bạn có thể nhìn thấy ngay trên túi này là A và B. Thì bây giờ mình sẽ bóc ra. Thì điểm khác biệt lớn nhất ở hai cánh A và cánh B đó chính là trên cánh A ấy, thì chúng ta sẽ có một cái vòng màu cam, và trên cánh B thì sẽ có màu. Và trên cái phần trục này thì chúng ta trục motor ấy, chúng ta sẽ có hai cái điểm màu để đánh dấu chỗ nào là màu cam thì các bạn hãy lắp vào. Các bạn lưu ý nhá, chúng ta mà lắp nhầm cánh là chúng ta cũng hơi mệt đấy. Vậy nên các bạn hãy lắp cho đúng. Đơn giản vậy thôi. Vậy là chúng ta sẽ hoàn thành xong việc lắp cánh. Thì cánh của E2S ấy, thì nó khác so với cánh của E, đó chính là E2S thì cánh nó sẽ có cái vệt màu cam ở phía trên đầu này. Mình nghĩ là khi mà cánh quạt nó quay thì nó sẽ tạo ra một cái vùng màu khá là hay. Ok. Và ở công đoạn tiếp theo thì mình sẽ active chiếc Fly lên. Và bây giờ thì mình sẽ quay lại cái đoạn active cho các bạn xem. Ok, việc đầu tiên khi mà các bạn cần kích hoạt, tất nhiên là các bạn hãy phải kết nối cái điện thoại của mình này với cái điều khiển. Và chúng ta sẽ bật Fly lên như thế này. Đó, tiếp theo thì anh em hãy sử dụng app DJI Fly mới nhất nhá. Nếu như anh em nào mà chưa bản mới nhất thì anh em có thể lên trang chủ của DJI. Đây, nó là trong web DJI Download Center. Anh em có thể download bản DJI Fly mới nhất về đây. Đây là bản 1.3.1. Đó, Android và iOS thì đều dùng chung một bản. Đó, còn cách download trên iOS như thế nào thì ở trong video bọn mình đã có hướng dẫn rồi. Thì bây giờ mình đã cài đặt xong cái phần đó. Thì bây giờ mình sẽ vào. Và khi mà vào ấy, nó sẽ yêu cầu các bạn là một cái phần accept ở đây. Thì các bạn cứ agree. Đó, các bạn set cho nó ô. Đây là cách truy cập bộ nhớ thôi. Và chúng ta sẽ đợi một lúc để nó cài đặt. Ok, thì nó sẽ có một phần intro các bạn có thể bỏ qua. Và chúng ta sẽ phải cấp tất cả các cái quyền cho nó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải đăng nhập này. Rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ nhập cái email của mình vào đây. Cái đoạn này thì mình xin phép mình che đi nhá. Và sau khi các bạn đăng nhập xong ấy thì chúng ta sẽ được chúng ta sẽ vào cái màn hình điều khiển chính này. Và bây giờ mình thì connect aircraft xem là nó đã nhận E2 chưa. Và đây, chính là chiếc DJI E2S. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Ok, và nếu như anh em đã mới kết nối mà nó chưa nhận cái flycam thì bây giờ anh em hãy làm như thế này cho mình. Chúng ta sẽ đợi một chút để cho cái app này nó load. Ok, mình sẽ ấn vào đây.
Và anh em hãy giữ vào cái fly này khoảng tầm 4 giây. Giữ nút nguồn ấy. Sau khi nào cái fly nó kêu pip. Đó, như thế, xong anh em pair. Ok, đó, thấy chưa? Vậy là chúng ta đã kết nối được thành công với chiếc E2S. Và bây giờ mới là công đoạn active này. Và chúng ta sẽ có một cái là active DJI device. Các bạn cứ đồng ý thôi. Cái bước active này thì khá là giống với tất cả các thiết bị DJI khác. Ok, active. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ restart lại cái flycam. Các bạn đợi nha. Ok, được rồi đó. Ok, và vậy là đã active xong. Chúng ta sẽ có một cái hình ảnh của E2S ở đây. Chúng ta sẽ phải có một cái update nữa. Tuy nhiên thì cái này thì mình sẽ update sau. Hôm nay mình sẽ chỉ giới thiệu cho các bạn như vậy thôi. Ok, vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu các bạn đến chiếc DJI E2S. Một video mở hộp và trên tay nhanh. Rất nhanh thôi về chiếc fly này. Tại vì mình cũng chưa update, mình cũng chưa có cài đặt gì cả. Và trong video sắp tới thì mình sẽ chia sẻ anh em đến việc là chúng ta sẽ sử dụng và trải nghiệm sản phẩm fly E2S này như thế nào, cũng như là sẽ có một loạt series về E2S phía sau. Mong anh em hãy subscribe kênh YouTube của Tokyo và cũng như đừng quên like, share video này cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Video này lên chắc là cũng khoảng tầm 9 giờ tối rồi. Mình đi ngủ đây. Bye.